Jeon Tae-ra bị dọa giết trước sinh nhật 28 tuổi. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jeon Tae-ra hiện đang bị dọa giết. Công ty quản lý của nữ idol đã nhanh chóng thực hiện những biện pháp để bảo vệ Jeon cũng như điều tra ra kẻ đã đe dọa tính mạng cô. Trước đó, trên Twitter đã có một kẻ ẩn danh đăng loạt bài viết đe dọa tính mạng của em út Tae-ra. Theo bài viết, người đe dọa Jeon lấy biệt danh là thần chết và liên tục đăng tải các bài viết ám chỉ việc sẽ làm hại nữ ca sĩ. Thậm chí, kẻ này còn báo trước sẽ làm hại Jeon vào lúc 3 giờ 33 phút chiều ngày 6 tháng 6, tức trước sinh nhật lần thứ 28 của cô một ngày. Tweet của đối tượng trên có ghi 3 giờ 33 phút chiều ngày 6 tháng 6 năm 2021. Thậm chí tài khoản trên còn đăng ảnh Jeon và đính kèm dãy số khi đánh vần ra là từ máu. Kẻ trên còn tắt tài khoản của Jeon và các bài viết đe dọa nhằm mục đích khiến cô phải đọc được. Tài khoản nặc danh đồng thời thách thức người hâm mộ của thành viên Tae-ra rằng dù họ có làm gì, hắn vẫn sẽ thực hiện kế hoạch hãm hại Jeon. Kẻ này phát ngôn tôi đang nắm giữ mạng sống của cô và tôi sẽ quyết định khi nào đến và kết liễu cô Park Ga. Những lời đe dọa này đã đến tai Jeon và nữ idol hiện đang trong trạng thái bàng hoàng và hoảng loạn. Tài khoản ẩn danh này sau đó đã bị khóa. Cư dân mạng rất phẫn nộ trước những lời đe dọa và hành động điên rồ này. Sau lời đe dọa, công ty quản lý Partner Park của Jeon đã đưa ra tuyên bố sẽ bảo vệ nữ idol, đồng thời đã báo cảnh sát, yêu cầu điều tra kẻ đe dọa. Công ty cho biết sẽ không khoan nhượng trước hành vi gây tổn hại đến thể chất cũng như tinh thần của nghệ sĩ. Không những đảm bảo an toàn cho Jeon, công ty quản lý tiết lộ với Sports Song A rằng họ sẽ không khoan nhượng, đàm phán hay hòa giải với kẻ đứng sau lời đe dọa kể trên. Phía nữ ca sĩ kiên quyết điều tra chân tướng kẻ xấu và đưa sự việc ra tòa để pháp luật xử lý. Đây không phải lần đầu tiên các ngôi sao Hàn Quốc bị đe dọa tính mạng. V. BTS. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2019, V bị một kẻ giấu mặt trên mạng xã hội Twitter dọa giết bằng súng. Tài khoản có tên Cúc Min in My Life đăng tải một bức hình khẩu súng kèm lời đe dọa, Cúc Min thật hơn về Cúc. Jimin đã khóc đấy, chuyện gì vậy? Ghét bỏ Jimin ư? Mày đi chết đi, BTS sẽ tốt hơn nếu Taehyung rời nhóm. Số 6 thì tốt hơn số 7. Việc ship couple đã trở thành truyền thống của các fan pop, nhiều người ship chỉ để cho vui, nhưng cũng có những niềm tin mang tính tiêu cực. Kẻ đe dọa nói trên rất thích gắn ghép cặp đôi Jimin và Jungkook, hắn ta cho rằng V đã ngáng đường mối tình này và dọa sẽ kết liễu sự sống của V. Jimin, BTS. Jimin là thành viên thứ hai của BTS nằm trong danh sách sau Hàn từng bị dọa giết, anh chàng còn bị đe dọa đến 3 lần. Chuyến lưu diễn thế giới năm 2018 của BTS đáng lẽ ra đã rất hoàn hảo nếu như Jimin không bị nhận những lời dọa giết liên tục ngay tại concert của nhóm Aping. Sau cô gái của nhóm Aping là nạn nhân đáng thương bị dọa giết 2 lần chỉ trong vòng 1 tháng. Ngày 14 tháng 6 năm 2017, thông tin có một lời đe dọa đến tính mạng của Aping được gửi đến qua điện thoại đã khiến fan hâm mộ nhóm nhạc này có một phen náo loạn. Được biết, ngay sau khi nhận lời dọa dẫm, cảnh sát đã lập tức tới công ty giải trí Plan A, Gangnam, Seoul. Vào thời điểm đó, Aping đang tổng duyệt tại một địa điểm khác, bởi vậy cảnh sát phải di chuyển đến nơi này để bảo vệ nhóm. Quản lý của nhóm ngay sau đó phải lên tiếng rằng đang tích cực hợp tác với cảnh sát để bảo vệ sự an toàn của 6 cô gái. Đến ngày 30 tháng 6, thảm họa tiếp tục xảy ra khi cảnh sát thành phố Seoul nhận được cuộc gọi nặc danh dọa đánh bom khu vực ghi hình chương trình Music Bank với nội dung nhắm thẳng đến Aping, tôi đến để giết Aping. Rất đông các nhóm nhạc đình đám sẽ diễn ở Music Bank vào hôm đó, nhưng đối tượng bị nhắm đến chỉ có Aping nên không ngoại trừ khả năng đó chính là kẻ đã gọi dọa dẫm vào ngày 14 trước đó. Không chần chừ, lực lượng cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại tòa nhà KBS, sơ tán hàng trăm người, đóng cửa lối vào phòng chờ và tiến hành rà soát bom mìn. Không khí diễn ra vô cùng căng thẳng, và căng thẳng nhất thì vẫn là 6 cô gái yếu đuối đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Fan hâm mộ và chính các cô gái Aping đã phải sống trong sợ hãi mãi cho đến ngày 7 tháng 1 năm 2019, khi có tin chính thức kẻ nhiều lần dọa giết Aping đã bị xa lưới. Được biết, hắn là một người Mỹ gốc Hàn, hiện đang sinh sống tại Canada, bị bắt ngay khi vừa đáp máy bay đến Hàn Quốc. Thông tin này khiến người hâm mộ như vỡ òa và thở phào nhẹ nhõm.